Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định 71 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình. Nghị định mới sửa đổi bổ sung nhiều quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình, trong đó có loại hình phát thanh truyền hình trên Internet để phù hợp với xu thế hiện nay nghị định sửa đổi bổ sung quy định về việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung để bảo đảm các chương trình liên kết phải được biên tập phân loại trước khi phát sóng cung cấp đến các nền tảng truyền thông số khác đồng thời phải kiểm soát và chịu trách nhiệm về hoạt động của đối tác liên kết trong quá trình tổ chức sản xuất các chương trình liên kết đối với kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền phải đáp ứng yêu cầu không bao gồm nội dung quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài các nội dung quảng cáo phải được cài đặt tại việt nam cơ quan báo chí được cấp phép biên tập là đầu mối thực hiện cài đặt quảng cáo và chịu trách nhiệm về nội dung thời lượng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo như đối với kênh truyền hình trả tiền biên tập biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh truyền hình đảm bảo không trái với quy định về báo chí điện ảnh quảng cáo thực hiện cảnh báo nội dung bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về trẻ em, điện ảnh và các quy định liên quan. Việc biên dịch các kênh chương trình nước ngoài đảm bảo tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt. Nghị định 71 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 1 tháng 1 năm 2023 tới.